Tin mừng theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ thấy người sẽ phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các kỳ lão, luật sĩ và thượng tế, sẽ bị giết và ngày thứ ba thì sống lại. Phêrô kéo người lại mà can gián người rằng: Lạy thầy, không thể thế được, thầy sẽ chẳng phải như vậy đâu. Nhưng người quay lại bảo Phêrô rằng: Hỡi Satan, hãy lui ra đằng sau thầy, con làm cớ cho thầy vấp phạm, vì con chẳng hiểu biết những gì thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ hiểu biết những sự thuộc về loài người. Bấy giờ Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Nếu ai muốn theo thầy thì hãy từ bỏ mình đi và vác thập giá mình mà theo thầy. Vì chưng ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai đành mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ được sự sống. Nếu ai được lợi cả thế gian mà thiệt hại sự sống mình thì được ích gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống mình? Bởi vì Con Người sẽ đến trong vinh quang của Cha Người cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ Người sẽ trả công cho mỗi người tùy theo việc họ làm. Danh lợi thế trần. Thánh Francisco Xavier là một giáo sư đại học đam mê danh vọng, nhưng với lời Chúa do người bạn là Thánh Ignacio luôn nhắc nhở: được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào được ích gì? Thánh nhân đã thay đổi, từ bỏ tất cả, gia nhập dòng tên của Thánh Ignacio và đã trở thành một nhà truyền giáo nổi tiếng ở Á Châu và là quan thầy của các xứ truyền giáo. Danh lợi thế trần chỉ là phù vân, như bèo dạt mây trôi, chẳng có chi bền vững. Tuy vậy, con người ngày nay mãi mê chạy theo danh vọng tiền tài mà đánh mất tình liên đới với người khác. Họ đặt lợi nhuận lên trên lợi ích của người khác, sẵn sàng sử dụng hóa chất độc hại trong sản xuất chăn nuôi để thu lợi cho mình, hoặc vì địa vị, quyền thế mà có những âm mưu để triệt hạ lẫn nhau. Con người đến trần gian này với đôi tay trắng, thì khi nhắm mắt xuôi tay cũng chỉ với hai bàn tay trắng mà thôi. Ngày tận thế, Đức Giêsu thẩm phán sẽ trả cho mỗi người theo như những gì chúng ta đã làm cho tha nhân. Người môn đệ của Chúa phải từ bỏ việc thu tích của cải bất chính, đam mê danh lợi trần gian. Như vậy, trong ngày Chúa đến, chúng ta sẽ nhận được hạnh phúc thiên đàng làm gia nghiệp. Lạy Chúa, xin giúp con biết chọn lựa hạnh phúc đời đời với Chúa hơn là những danh lợi mau qua đời này.